Xin chào các bạn. Video này thì mình có một số phụ kiện nhập bãi. Giá là chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn là 30k, mình có ship code toàn quốc. Đây là mình giới thiệu mã đầu tiên này nha các bạn. Mã số 1 thì mình có một combo thẻo nha. Thẻo lưỡi như thế này. On của Nhật nha. Lưỡi màu trắng, nó có cái hạt chặn màu như thế này. 2.5 nha các bạn. Rất là nhiều lưỡi nha. Nhìn rất là bé. 300 yên này, tới 60.000 một bịch này lận nha. Bên đó nó bán đó. Một này. Này cũng 336 yên này. Hayabusa của Nhật này. Thẻo màu giả này nữa. Lưỡi này. 1, 2 này nha các bạn. 3 nha. Này rất là đẹp. 250 yên. 4 này. Gamakatsu này. 5 Gamakatsu này. 6 này. Daiso của Japan này. 7 này. 8 này. 9 này. 10, 11, 12. Này là 12 món nha các bạn. Mã số 1. 100k nha. 100k. 12 món. Tiếp theo là mã số 2. Số 2 thì mình gồm có một số thẻo lưỡi như thế này. Màu đỏ này. Hayabusa này, 230 yên này, màu đỏ này. Đó. Một này nha, sesame. Này, lưỡi màu vàng rất là đẹp nha. Hai. Màu trắng này. 200 yên này, số 7 này. 3, rất là nhiều lưỡi nha, lỗi. Lưỡi như thế này, 4. Như thế này, 5. Này, 6 nha. Màu vàng 7 này. 8 này, màu đỏ 9 này, 10 này, 11 này, 12. Mã số 2. 100k nha, 10. Mã số 2 100k. Mã số 3 thì mình gồm có combo như thế này. Honor này nhé các bạn, màu đỏ này. Đó. 1 này nha. Màu trắng 2. Màu vàng 3. Này thẻo lưỡi này, thẻo to, thẻo lưỡi nó cột sẵn. 4. Sasami này. 5. Daiso 6 này. Yamashita này, 7 này. Hayabusa này. Đó. 8 này. 9 này, 10. 11, 12, cái này 12, 12 bịch. Mã số 3 nha. 100k, số 3 này 100k. Tiếp theo là số 4. Số 4 thì mình gồm có cái này là bịch Honor này nha các bạn. Honor. Bịch nó có quạt phao sẵn này nha, nó có 3 cái lưỡi đó. Nó có cục chì luôn nha, cục chì này cũng nặng này. Như thế này, nó có chì sẵn này, có Colin ở bên trong này. Này là nó một bộ luôn nha các bạn, một bộ luôn. Đó, như thế này. Một này nha. Rồi này một bộ chì này, chì cầu biển. Thẻo dây này nó có lưỡi luôn này. 350 yên này. 70.000 một bịch này bạn nha. Một này, hai này nha. Rồi như có phao này, có chì, cục chì dưới này. Chì này to nè. 336 yên sesame. 3 này nha các bạn. Rồi này. Chì có phao 4. Chì có phao 5. Này cũng 6. Chì này, chì thẻ 7. Chì nữa nè, 8. Cái này gồm 8 món nha các bạn. 8 bịch nha. Mã số 4 100k. 4 này 100k. Tiếp theo là số 5. Số 5 thì mình có lưỡi như thế này. Hayabusa, lưỡi vàng màu giả như thế này đó. Sabiki gì đó, 520 yên. Cặp này mắc này, 1 này. 252 yên này. Lưỡi vàng đỏ này, 2 này. Màu giả, 2 lưỡi này, 3 này. Màu trắng này, 4 nha. Màu trắng này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cái này 12 món nha. Mã số 5. 100k. Tiếp theo là mã 6. Thì mình gồm có này là lưỡi nha. Cái này nó có một sợi cước ở bên trong á. 40cm nè. Cước của nó 40cm. Nó có cột lưỡi sẵn. Nó gồm 2, 4, 6, 7, 8 cái. 8 cái. Màu xanh nè, lưỡi số 9. Rồi lưỡi số đỏ nè. Lưỡi màu đỏ nè, 45cm nè. Lưỡi số 7 nha. 1, 2, 3. Màu vàng nè, 4. Sigua nè. 4. Thẻo nè, thẻo cước. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Honor 12. Cái này gồm 12 bịch nha. Mã số 6. 100k nha, số 6 100k. Tiếp theo là số 7. Số
Số 7 thì mình có một ống phao như thế này nha các bạn. Đó, ống phao màu xanh. Và mình có thể xoay được này, mình xoay được, mình kéo ra. Mình có thể xoay dài hơn, mình thu gọn lại được. Cái ống này nó bị mất nắp chụp rồi, mất nắp chụp nha. Này mình. Này mình bán phao bên trong, ống này ống kèm theo nha. Nó gồm có được bao nhiêu phao. Đây, nó có một cái phao dài này nha các bạn. 1 này. Phao này 2 3 4 5. Rồi một cái phao số 1 này. Như thế này nè, 6 nè. Phao gỗ nè. Số 2 là 7 nè. 8 nè. Phao gỗ nữa nè. 9 nè. Như thế này 10, 11. Cái này 11 phao nha các bạn. Mười một pha. Mẹ số 7, 100k. Số 7 nhé, 100k. Tiếp theo là số 8. Số 8 thì mình gồm có một số phao này. Nó để này Sanne 1219 yên này nhé bạn. Nó sale còn 120 yên. Nó gồm hai cây mới. Còn lại mấy cái này là để sử dụng này. Đó. Như thế này, bật như thế này nhé. Cái này là số 8. 100k nha, số 8. Bao nhiêu thế này? 100k. Tiếp theo là số 9. Số 9 thì mình có một bịch phao tròn. Phao nó sọ tâm như thế này, đó sọ tâm qua này. Nó gồm có mấy cây dài này đó. Một. Phao này phao xốp này các bạn. Rồi phao này phao nhựa cứng này đó. Nó gồm có quả này đẹp này, quả màu tím này đó. Nó gồm một bịch như thế này nhé. Mẹ số 9, 100k nha. 9 nha, 100k. Tiếp theo số 10. Số 10 thì mình xuống combo cước này nha các bạn, đai qua. Cuộn này Action, cước số 4 nha, 150m. 1009 yên này, 0.33mm. Cuộn này thì đã sử dụng rồi nha. Đã sử dụng khá là nhiều rồi, nó còn tầm khoảng cỡ này tầm khoảng cỡ 3-40m thôi nè. Đai qua 3-40m nha. Bên trong này nó chưa sử dụng. Này về cột lưỡi rồi đó. Cục lưỡi rồi nè. Này còn ít. Rồi cái này là một cuộn Very Berry này. Năm cuộn này 150m made in Japan. Cuộn này thì để mình coi thử. Cuộn này thì còn tầm 70-80m nha, 70-80m. Đó, hai cuộn. Và một cuộn này thì nó mất thông số này nha các bạn. Cuộn này thì tầm cước số. Cuộn này là cước số 7 nha, tầm cước số 7. To lắm, còn to. Còn này thấy mất thông số thôi. Còn nhiều này, cái này về mình vô máy. Ba cuộn. Số 10. 10 100k nha. Cuộn này về mình vô máy câu xong rồi nè. Với cuộn này, còn này mình cọc cước, cọc lá. 10 100k. Tiếp theo là 11. 11 thì mình có combo ba cuộn luôn nha. 630 yên. 1.5 này, 200m, 900 yên. Đây. Này nó có sử dụng bên ngoài rồi, còn lại một ít màu đỏ như thế này. Tầm khoảng 50m. Rồi một cuộn số 10. Số 10, 100m. 0.52mm này. Tên của nó như thế này. Cước này. 100m nha. Đó, màu như thế này. Và một cuộn này là cuộn số 5 này, 200m. 0.369mm. Dual của Nhật. Cuộn này 200m thì nó còn khoảng cỡ. Còn như này tầm khoảng có 100m thôi nha. Ba cuộn. Số 11, 100k, ba cuộn nha. 12 thì mình qua combo ba cuộn này tiếp. Số 4 và 1.2 chứ. Cái này là cước 1.2. 200m này nha các bạn, 800 yên. 1.2 rất là nhỏ nha, nó sẽ cước rất là nhỏ. 200m. Cái này tầm khoảng cỡ 150m nha. Rồi cuộn này là 2.5. 150m. Cuộn này còn đầy nè. Tầm khoảng 2.3 vậy đó. Rồi một cuộn số 1. Số 1 200m. Cuộn này tầm khoảng cỡ còn 100m. Đó. 12 nha. 12 100k. 3 cuộn như thế này. Rồi 13. 13 thì mình có combo 3 cuộn luôn. 1.2 Sunlight này 50m. Cuộn này thì Sunlight 50m thì cuộn này còn nè. 1 cam. Rồi một cuộn 3 đến 12
sẽ là cước nhỏ tới cước lớn nhé các bạn, cước số 3 đến cước số 12. Đó. Như thế này, màu đỏ này. Và một cuộn số 4 150m, cuộn này thì còn này, còn 150m tầm khoảng 130 này vô mấy được này. Nhiều màu nhé các bạn. Size lớn này. Ba cuộn này. Mã 13 100k nha, 13 100k. Rồi 14 thì mình có combo 3 cuộn luôn. Combo này là số 2 này, 100m, 100m nó hai cuộn là 200m này. Số 2 nhé các bạn, nhiều màu. Rồi một cuộn màu hồng này. Cái hồng này rất là mịn này, đó. Cuộn này tầm 100m thôi, 100m màu hồng. Này. Chắc tầm số 4 nha các bạn. Rồi một cuộn này là số 3, số 4 này, 8LB tại 4kg 150m. Một xanh như thế này, nhiều màu, có màu đỏ bên trong nữa. 14, cái này là 100k nha. 14 100k. Rồi 15, 15 thì mình có nguyên một cái cây cuộn cước như thế này nha các bạn. Này. Nó để là 2.5 này. 2.5, cái này là bao nhiêu mét đây? 50m một cuộn này nha các bạn, 2.5 50m một cuộn, 0.26mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuộn nha các bạn. Cái này gồm 9 cuộn chưa sử dụng nha. Còn nguyên kích như thế này. Mã 15. 15 nha. 150k. 9 cuộn. Rồi 16. Cuộn này là 2.5 luôn. 50m nha. 0.26mm nè. Cuộn này thì màu hồng nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuộn này là 11 cuộn nha các bạn. 16, cái này là 200k nha. 16 200k một cây này luôn. Rồi 17. 17 thì mình gồm có một cuộn máy in Japan này, tên của nó này. Sabet 500m cước số 3, 0.285mm nha. Nó có hộp như thế này. Đó. Rồi cước của nó là màu xanh dầu quang. 500m cuộn này thì còn đầy luôn nha các bạn, này đầy luôn này. Đó, đầy luôn nha. Cước số 3 nó không có full hết này, nó chỉ tính mức này thôi. 500m. 17, cuộn này là 150k nha, 17. 18 thì mình có một cuộn Big On như thế này của Nhật Sunlight này. Cước số 3 500m. Đó. Cuộn này màu trắng, 500m, cuộn này tầm khoảng cỡ 400m nha. Có sử dụng một ít thôi nè. 400m. 18, cuộn này là 150k nha. 18 150k. 19 là mình có một cuộn số 3 này. Số 3 500m Sunlight luôn nha. Yellow. Tải được 4.1kg. 0.285mm. Màu cam. Cuộn này tầm khoảng cỡ 400m nha. Có sử dụng 100m đi em này. 19, cuộn này là 150k. 19 nha, 150k. Tiếp theo là 20. 20 thì mình xuống một cuộn số 4 này nha các bạn. Cước số 4 16LB là 8kg. Cuộn này là 300m. Nó có để in là còn lại 75m này. Đây nè, bên họ in nha. Đó, nó còn như thế này, người ta đã sử dụng rồi. Nó còn cái đường này đường mới luôn này. 75m. Màu xanh. 20, cuộn này là 80k này. 20 80k. Rồi 21. 21 thì mình có một cuộn Dreamcast. Cước số 3 500m nylon nha, 0.28mm. Dreamcast này, cuộn này là của máy China nha, hàng xuất Nhật. Đó, màu vàng chanh như thế này. 500m cuộn này đầy luôn này, còn đầy luôn. Cuộn này 21 150k, số 3. Rồi 22 thì mình có một cuộn Daiwa 500m, cuộn này là số 5 nha. Số 5 của nó là 0.37mm nha. Đã sử dụng rồi nè. Đó, made in Japan. Cuộn này thì còn 100m thôi, 500m còn 100m. Đó, nó còn có nhiêu này thôi. 100m. 22, cuộn này là 80k, 22 80k. 23 thì mình có một cuộn Sunlight này, Bit On 500m, số 5 nha các bạn. Số 5 là 0.37mm này. Cuộn này thì bên trong này. Cuộn này tầm khoảng cỡ 200 hơn nha. 200 hơn mét. Rồi, cuộn này là 23 100k nha, 200 hơn. 24 thì mình có một cuộn Toray nè, 0.4.
50m, 550 yên mình. Con này đã bánh coi mở sao? Nó ấp ngược nên là con này hơi khó mở. Đó. Rồi, bên trong này còn cái viền của nó đây. Cuộn này thì tầm khoảng con ít nhất các bạn, tầm khoảng có 30m thôi. 20-30m thì. Cuộn này là số 24-50k nha, 24-50k tầm 30m. Rồi 25. 25 là 0.8 này, 50m, 900 yên này. 0.8 nha. Cuộn này là fluoro carbon nha các bạn. Mở bên nào. Đây mở bên này. Fluoro carbon này. Sợi của nó này. Cuộn này thì tầm khoảng còn 40m nha, 40m. 25 80k 40m. 26 một cuộn toray này. Toray 1.5 600 yên, 0.205 mm này. 50m để mình coi thử cuộn này. Nó còn như thế này nha. Cuộn này tầm khoảng có 30m thôi. Đã sử dụng rồi, còn 30m, 26 80k. Rồi 27, 27 thì mình có một cuộn số 3 nha. Này là carbon luôn, dây carbon nha các bạn. Fluoro carbon này. Sợi rất là cứng đó. Cuộn này thì 50m còn tầm khoảng cỡ 35-40m thôi. Số 3 này, 0.285 mm. 27, cuộn này là 80k, 27, 80k. Rồi 28. 28 thì mình có một cuộn Gosen made in Japan. Số 4 nha, fluoro carbon 50m 900 yên. Cuộn này là chưa sử dụng nha, cuộn này chưa sử dụng, nghiêng kêu. Nghiêng hộp như thế này. 28 120k nha, 28 120k chưa sử dụng. Rồi 29 thì mình có một cuộn Daiwa này. Fluoro carbon 100%. Số 4 nha các bạn. À lộn, này là số 1 chứ, này là 1. Dây của nó là dây số 1 thôi nha, dây số 1. Tại 4LB là 2kg, 0.165mm là 150m, 100% carbon này. Cuộn này này nó có sử dụng một ít rồi nè, nó có sử dụng này. Bên trong nó có chưa đường lớp. Này sử dụng tầm, cuộn này tầm còn 100m nha các bạn. Cuộn này là còn 100m. 29, 120k nha, 29, 120k. 30 thì mình có một cuộn ngâm fluoro carbon 100% dây leader nè. Dây này là dây số 7 nha, tải được 25LB nè, 0.435mm, made in Japan, 100m một cuộn này nha, DOL. Cuộn này là chưa sử dụng nha các bạn, này là còn nguyên luôn nè, đầy luôn á. Đó, nhìn thấy không, còn rất là nhiều, nhìn cái viền 100m. Cuộn này là cuộn số 30, 30, 250k. 30 nha, 250k. 31 thì mình có một cuộn Sunlight nè. Sunlight made in Japan, 1.800 yên luôn nha. Cuộn này nó để là số 2 đến số 20 và là số 2 đến số 5 này. Là bên trong của nó là cước số 2. Từ cái đầu mà sử dụng nó chạy thẳng tới cuối, còn cước nó sẽ là số 5. Từ nhỏ tới lớn nha các bạn. Để mình vô máy mình câu. 8LB đến cước số 2 là 8LB, cước số 5 của nó là 20LB, đoạn đầu của nó là nhỏ nhất là 0.35, nó sẽ chạy dài tới hết, còn dây của nó là 0.37mm, 165m tổng thể của chiều dài nha. Đó, này vô máy mình câu như thế này. Cuộn này là cuộn 31 100k nha, này vô máy câu rất là chắc luôn. 31 100k. Rồi cuộn này cũng vậy, vô máy luôn nha. Số 5 đến số 12 là từ cước số 5 đến cước số 12. Cái này chắc câu xong. Câu biển rồi đó. Cuộn này câu xong câu biển. 165m, made in Japan, Sunlight. 32. Cuộn này 100k, 2.001 yên luôn nha. Tải được 50LB này. 25kg. Rồi. Tiếp theo là cuộn 33. 33 thì mình có một cuộn đó luôn nha. Sunlight luôn. Số 4 đến số 10. Nhỏ nhất là số 4. Tới cuối đoạn của nó là số 10, tải được 40kg là 20, 40LB là 20kg này. 33 này là 100k, 2.001 yên. 34 thì mình có một cuộn như thế này, tên made in Japan, to skin gì đó. Này là số 5 đến 12 nhé các bạn. Cuộn này là tổng chiều dài của nó
75m, 15 x 5 này, 75m. Nguyên cuộn màu trắng nhá. Đó. Số 5 đến 12. Như thế này. 756 yên. Rồi. Này về mình vô máy. 34. 100k. 35 thì mình có một cuộn cước 2.5 nha, 2.5 nguyên cuộn là 150m. Cước 2.5 1.600 yên, 0.26mm. Đó, cuộn này thì còn mới chưa sử dụng nha, màu như thế này. Cuộn này rất là mịn luôn đó. Đầy cuộn luôn nha, chưa sử dụng. Cuộn này là 35, 150k nha. 150k, 35. 36 thì mình có một cuộn chưa sử dụng luôn. Từ cuộn Go của Nhật như thế này. Cuộn này là 2.5 150m, 0.260mm này. Màu xanh như thế này, chưa sử dụng luôn nha. 913 yên. Rồi. Cuộn này là 36. 150k nha, 36 150k. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình hoặc là để lại bình luận mã phụ kiện kèm số điện thoại nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.